Ngày 29 tháng 6, Liên đoàn Ả Rập tuyên bố đưa Hezbollah ra khỏi danh sách khủng bố. Tổ chức này đã chỉ định Hezbollah là tổ chức khủng bố hồi năm 2016. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Hossam Zaki đưa ra tuyên bố này một ngày sau chuyến thăm của ông tới với thủ đô Beirut của Liban. Ông Zaki cho biết các quốc gia thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã đồng ý rằng không nên chỉ định Hezbollah là một tổ chức khủng bố nữa. Nhấn mạnh rằng Liên đoàn Ả Rập không duy trì danh sách khủng bố và không chủ động tìm cách chỉ định các thực thể theo cách này. Trước đó, vào ngày 28 tháng 6, ông Zaki đã đến Beirut và gặp ông Muhammad Raad, người đứng đầu nhánh chính trị của Hezbollah cùng với nhiều chính trị gia Liban khác. Cuộc họp tập trung vào việc giảm căng thẳng ở miền nam Liban kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra ở Gaza, cũng như tìm cách giải quyết chiếc ghế tổng thống của Liban, vốn đã bị bỏ trống hơn một năm rưỡi. Chuyến thăm và tuyên bố của ông Zaki đến trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về khả năng leo thang xung đột giữa Hezbollah và Israel. Ngày 29 tháng 6, quân đội Israel công bố đoạn video cho thấy lực lượng nước này tấn công vào một tòa nhà mà họ cho là đang được sử dụng bởi các tay súng Hezbollah. Quân đội Israel xác nhận ít nhất hai người đã đi vào tòa nhà này trước khi phá hủy tòa nhà. Hãng tin Reuters xác nhận vị trí vụ tấn công là làng Hula ở phía nam liban